Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh lớp Android của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái cách khá là hay. Đó là một cách thứ nhất là chúng ta có thể ẩn đi cái dòng thông báo hay là cái nhật ký của những người mà chúng ta không mong muốn. Đó có nghĩa là những cái dòng trạng thái status đăng lên hoặc những cái hình ảnh đăng lên mà chúng ta không mong muốn. Đó là những đối với những người bạn của chúng ta mà họ kinh doanh online á. Họ kinh doanh những cái mặt hàng mà chúng ta có thể là không thích lắm, nhưng mà ngày nào cũng đăng, lúc nào cũng đăng, cho nên là mình không có thích lắm, cho nên mình muốn ẩn cái nhật ký của người này đi. Thì đó là cái cách thứ nhất, là cái thủ thuật thứ nhất. Còn cái thủ thuật thứ hai mình muốn giới thiệu đến cho các bạn, đó là chúng ta sẽ chặn một người nào đó mà chúng ta không mong muốn họ xem được cái nhật ký của chúng ta. Đó có thể là những người bạn mà chúng ta không mong muốn họ có thể là nhìn thấy cái dòng status của chúng ta. Thì là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà chúng ta có thể là làm được hai cái điều này. Thì để làm được điều này thì các bạn hãy truy cập vào cái ứng dụng Zalo nha. Các bạn truy cập vào ứng dụng Zalo, xong sau đó các bạn chạm vào cái nút 3 chấm ở phía dưới góc bên phải màn hình điện thoại của các bạn. Xong sau đó là các bạn chạm vào cái nút cài đặt nha. Sau khi chạm vào cái phần cài đặt á, thì các bạn chạm vào cái phần đó là nhật ký và khoảnh khắc. Đây các bạn chạm vào cái phần nhật ký và khoảnh khắc nha. Sau khi chạm vào đây á, thì nó như mình đã nói á, thì cách thứ nhất á, là mình sẽ nói với các bạn cái cách là để mà chúng ta ẩn cái nhật ký của bạn bè nè. Các bạn chạm vào cái phần đó là ẩn nhật ký của bạn bè nè. Như ở đây thì mình cũng có ẩn một số nhật ký của một số những người bạn mà mình không mong muốn đó. Đó thì để mà ẩn cái người này á, thì các bạn có thể chạm vào cái nút thêm ở phía trên nè. Đó, chạm vào cái nút thêm phía trên nè. Các bạn chạm vào nút thêm nha. Sau khi chạm vào nút thêm á, thì nó sẽ hiện thị đây ra đây rất là nhiều, và các bạn chỉ việc click vào cái nút đó, click vào cái chỗ cái người đó thôi, click cái dấu tích vào cái ô vuông ở phía bên phải nè. Đó, nó có hiện lên dấu tích là các bạn đã ẩn được cái nhật ký của người này nè. Ví dụ như mình muốn thêm một vài người nào nữa đi, đó, thêm người này nữa đi, mình chạm vào đây là mình sẽ ẩn. Đó, ví dụ như chạm vào đây là mình sẽ ẩn cái mình đã thêm được ba cái người này, là mình đã không muốn, là mình muốn ẩn cái nhật ký của ba cái người này đi. Và sau khi mình đã chọn xong thì mình chỉ việc chạm vào cái nút dấu có hình dấu chữ play, giống như chữ play trên này nè. Nếu như mà các bạn không chạm vào cái nút này thì là cái thao tác vừa rồi của các bạn không thành công nha. Đó thì các bạn còn có thể tìm được tên nè, ví dụ tên của bạn nhiều quá mà bạn không nhớ thì bạn có thể tìm nè, ví dụ như là Hà đi. Đó ví dụ như đây mình muốn chọn là cái tên này, ví dụ đúng như cái tên này thì mình chạm vào đây. Đó thì khi đó thì các bạn có thể là chạm xong thì các bạn chạm vào cái nút enter ở phía trên nè, phía nút màu xanh phía trên này, phía trên góc bên phải màn hình điện thoại nè, bạn chạm vào đây thì là thêm thao tác thêm đã thành công rồi đó. Ok, sau khi mà cái thao tác thêm này thành công rồi thì là mình đã hướng dẫn cho các bạn ẩn cái nhật ký của cái người bạn mà chúng ta không mong muốn đi rồi. Đó rồi bây giờ các bạn có thể là chặn cái người bạn của chúng ta xem cái nhật ký của chúng ta. Thì các bạn chạm vào cái chọn vào cái phần đó là chặn bạn xem nhật ký ở phía trên này. Đó, hiện tại thì mình không có chặn bất kỳ ai xem cái nhật ký của mình. Thì mà bây giờ mình muốn chặn một người bạn nào đó không xem được cái nhật ký của mình thì mình chỉ việc chạm vào cái nút thêm ở phía trên góc bên phải màn hình điện thoại này. Đó, xong tương tự như vậy, ví dụ mình chỉ cần là chạm vào một cái tên nào đó, ví dụ mình không muốn thôi. Đó rồi, xong sau đó là mình sẽ chạm tiếp vào cái phần tiếp theo, mình cứ chạm vào thôi. Đó, một cái tên nào đó mà mình không mong muốn họ nhìn thấy cái nhật ký của mình. Đó, cái này cũng khá là hay nha các bạn, mình thấy cũng khá là hay. Ví dụ như mình có thể chặn được là bạn bè hay là thầy cô hay là ai đó mà ví dụ có thể là cha mẹ luôn, mình không mong muốn họ nhìn thấy cái nhật ký của mình đăng những cái dòng trạng thái mà mình không mong muốn họ nhìn thấy chẳng hạn. Đó, ok, thì sau khi mà mình đã làm xong cái điều này thì mình chỉ việc cũng tương tự như vậy, mình chỉ chạm vào cái nút ba chấm ở phía trên thôi, chạm vào cái nút xanh xanh ở phía trên góc bên phải màn hình điện thoại của bạn thôi. Nếu như mà các bạn không chạm vào đây thì có nghĩa là thao tác của bạn chưa thành công nha. Các bạn chạm vào đây thì cái thao tác của bạn đã thành công. Ok, đó thì đây là ba người này sẽ không nhìn thấy được cái nhật ký ở trên cái những cái dòng trạng thái, những cái dòng status của mình đăng lên trên ứng dụng Zalo. Ok, thì cái phần giới thiệu của mình cho các bạn về hai cái, một đó là chặn không cho người khác xem cái nhật ký của mình và ẩn cái nhật ký của người khác đi. Đó là hai cái thủ thuật
trên ứng dụng Zalo đã xong. Thì các bạn có thể là gửi cho mình comment ở phía dưới những cái ứng dụng mà các bạn mong muốn mình giới thiệu ở trên ứng dụng Zalo, hoặc là các bạn có những ứng dụng nào hay để mình có thể làm những cái video để giới thiệu cho nhiều bạn khác biết hơn về cái ứng dụng này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video khác nha.